Hiện nay, trên toàn tuyến đã giải phóng mặt bằng được 27,57 km, đạt 84,8%. Bàn giao mặt bằng sạch được 23,77 km, đạt 73,1%. Dự án gồm 9 khu tái định cư thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, mỗi huyện 3 khu tái định cư. Quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc tổ chức nhiều phiên họp kiểm tra hiện trường để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị và thi công. Nhưng đến nay, tiến độ xây dựng các khu tái định cư địa phương đang triển khai chậm. Hiện mới chỉ có 28 trên 351 hộ dân di dời vào khu tái định cư huyện Cam Lộ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tiến hành các thủ tục giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác tạm cư trong lúc chờ xây dựng các khu tái định cư, chờ các hộ dân bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn đường bộ. Công tác giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn qua vị trí nhà máy công ty cổ phần Lâm sản Quảng Trị cũng như tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giá đất tái định cư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết tâm chỉ đạo các ngành và ba huyện liên quan sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc, nhất là xây dựng khu tái định cư để bàn giao trong quý 1 năm 2024. Đối với các kiến nghị của người dân liên quan đến các mức giá đền bù tái định cư, quan điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh là thực hiện với phương châm tạo được sự đồng thuận cho nhân dân và hài hòa lợi ích của nhà nước với nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định, đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ là dự án thành phần thuộc dự án trọng điểm quốc gia. Do vậy, những phần việc liên quan phải là ưu tiên hàng đầu trong các nhiệm vụ phải thực hiện. Phải nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả nhiệm kỳ. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả thực hiện dự án này là cơ sở để báo cáo chính phủ và các bộ ngành liên quan về kế hoạch thực hiện các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn mà tỉnh đang triển khai. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sát sao và khẩn trương đối với những vấn đề đang còn vướng mắc như giá đất tái định cư. Đối với các sở ngành địa phương, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh phải thực hiện với tinh thần hỗ trợ, quyết tâm cùng nhau vì mục tiêu chung.